Bông hoa nè, bông hoa Mọi nè. người Ủa, ơi, tập tôn trung nghĩa giả làng đi ra giữa làng hả? Hả? Giống như gà hả? Ừ, giữa làng. Được rồi, ăn đi gà con Mọi ơi, ăn người đi mấy ơi, con gà tập trung giữa làng. Nghe ai kêu ra giữa làng ơi, mà sao cái giọng nó quen quen vậy ta? Ui, hình như đó là giọng của mình mà ơi, nhưng mà mình ở đây mình làm cái kêu ai ra giữa làng đâu. Chơi gì nào giả giọng mình mà nó chơi khăm mình ra đi ra giữa làng coi đứa nào vậy? Mình đi vào trong. Ồ, oh, nà bây giờ nó mới lại dắt kìa. Trời ơi. Ôi, mọi người có nghe cái tiếng đó không vậy? Cái đó là tiếng của em mà em nói. Đúng rồi, có mày mà. Ôi trời đất ơi. Đây là do ông nói mà. Trời đất ơi, không có nha, tôi cũng nghe cái giọng đó luôn nhưng mà đó không phải là giọng của tôi. À, đứa nào đó giả giọng của tôi á. Không hiểu luôn, rốt cuộc là ai đã làm chuyện này vậy? Là em làm nè. What? Ôi, giọng của ai vậy? Ôi trời đất ơi. Ôi, đó chính là bạn fan cuồng của mình các bạn ơi. Tình fan cuồng các bạn có nhớ không thì đừng quên coi video ở trước nha. Còn bây giờ thì tại sao cô ấy lại xuất hiện ở đây nữa vậy? Lần trước anh dám tát khỏi vòng tay của tôi nên là bây giờ thấy anh phải trả giá. Ôi trời đất ơi, trả giá gì vậy? Trả giá gì? Vì anh đã thoát ra khỏi vòng tay tôi nên tôi sẽ cho trong vòng tròn này mãi mãi. À, vòng tròn này mãi mãi là sao? Chính là vòng tròn sinh tử. Là gì? Vòng tròn sinh tử hả? Chết rồi mọi người ơi, hình như mình đang ở trong một cái vòng tròn đỏ gì nè. Mọi người ơi, đây, hình như tròn, chúng ta tròn đã bị, gì vậy? Tôi không biết nữa, tụi mình đang bị bao quanh bởi một cái vòng tròn nó có màu đỏ này các bạn ơi. Nhưng mà nghe cô ta nói đây chỉ là vòng tròn sinh tử. Ôi, không biết Tiga có bị gì không? Tôi không biết, để mà tôi thấy nguy hiểm lắm. Đừng ơi, đừng có lại, đừng có lại. Mưa gió kìa, mưa gió cho kìa, trời đất ơi. Chỉ cần bước ra ngoài thì sẽ có mưa giáo nó rớt vô đầu luôn. Trời đất ơi, vậy hồi nãy đòi ra nó chết rồi các bạn ơi, Huy nó bị xử luôn rồi. Giờ phải làm sao đây ta? Mấy anh là khi ra ngoài khỏi vòng tròn là mấy anh có đi nhận hình phạt. Trời đất ơi, sao không nói sớm? Nên là mấy anh ngoan ngoãn ở trong này nha. Trời đất ơi, cô Banh Gơ kia. Trời đất ơi, các bạn ơi, vậy là tụi mình bị nhốt ở trong cái vòng này luôn rồi, giờ sao ta? Giờ có cách nào để xóa cái vòng tròn này không? Em cũng không biết nữa, em đang nghĩ cách là chúng ta phải tìm cách để xóa cái vòng tròn này các bạn, nếu không mình sẽ bị kẹt ở đây vĩnh viễn luôn đó. Ê, hình như tất liền thôi, nhưng mà nước thì được á. Ôi, dắt, từ từ dắt ơi. Ủa, bên này nó cũng có cái vòng này, từ từ dắt ơi, khoan nha, khoan nha, không biết chèo ra có bị không vậy, để coi. Dắt đi ra ngoài có bị không dắt ơi. Ủa, có được không vậy? Ôi, dắt ơi, dắt ơi, dắt ơi, vô lại, vô lại, vô lại, dắt ơi, vô lại, vô lại, trời đất ơi, trời đất ơi, vậy là không được rồi. Kể cả chúng ta bơi ra ngoài trên đất liền hay là bơi trên nước ra ngoài cái vòng này chúng ta đều bị giữ hình phạt các bạn ơi. Vậy thôi, bơi vô lại các bạn. Bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Bây giờ chúng ta phải tìm cách xóa cái vòng tròn này thôi. Bây giờ có cách là xóa vòng tròn nhưng mà biết cách nào bây giờ? Không có cách nào thoát ra khỏi đây đâu. À, cái gì? Thấy anh chuẩn bị những trừng phạt đầu tiên của em nè. Trừng phạt đầu tiên hả? Cái gì vậy? Bơi vào nghe đây bơi. Coi chưa, coi chưa. Trời ơi, sao đâu ra nhiều dao nó rớt lên trời xuống vậy bạn? Ôi trời đất ơi, nó đụng vô một cái đó. Mưa dao nguy hiểm quá các bạn. Ây dao, được rồi. Em qua cứu chị đi bây giờ, được rồi. Lên. Bây giờ em sẽ đưa chị vô chỗ an toàn được rồi. Nhanh lên. Né mưa này, né mưa. Đâu dao, được rồi. Sắp được rồi. Trời ơi. Được rồi. Biết bao giờ nó mới hết mưa đây các bạn ơi. Trời đất ơi. Ôi, hình như trời. Ôi, hết mưa rồi kìa các bạn ơi. Trời nắng lên lại rồi. Wow. Được rồi, hết mưa vậy đây chính là cơ hội chúng ta để kiếm cách xóa sổ cái vòng tròn đó đi được các bạn. Nhưng mà trước tiên chúng ta phải kiếm cách để mà hả làm sao để dừng cái vòng tròn đó lại cái đã. Ê gà gà, nãy tôi để ý ở bên kia kìa, tôi thấy có cái máy gì đó không? Hình như có cái máy gì ở kia kìa các bạn ơi. Ui, có một cái cục màu đỏ gì đó nó nằm trên cái viền đỏ đây các bạn à. Không biết nó có liên quan gì tới cái việc mình xóa được cái vòng tròn đỏ này không, để mọi người tới gần thử coi mọi người. Đúng rồi các bạn ơi, hình như nó có liên quan gì đó các bạn. Nhìn kìa, hình như phía trên cái cục đỏ này nó có một cái gì đó nó đang xoay xoay kìa. Tôi thử đập nó đi nghe. Ôi, ông đập nó luôn hả? Ủa? Ê, ok vậy? Trời ơi, cái cục màu đỏ này nó biến là cái cục màu xám rồi này các bạn ơi. Vậy chúng ta phải thu thập hết mấy cái cục đỏ này á. Thì biến cái cục màu xám thì ok. Ok, hiểu rồi các bạn ơi. Chúng ta phải thu thập mấy cái cục màu đỏ thì chúng ta mới dừng được cái vòng tròn này lại, hiểu rồi. Vậy bây giờ chúng ta hãy thu thập nốt những cái còn lại đi các bạn. Nhanh lên, nhanh lên. Ê, anh ơi. Cái gì vậy? Mấy anh làm vậy đồng nghĩa với việc là cái vòng tròn này nó thu nhỏ theo đó. Vòng tròn đỏ thu nhỏ theo sao? Thu nhỏ theo. Đừng nói là ơi đúng thiệt kìa các bạn ơi. Vòng tròn nó đang thu nhỏ lại kìa. Dắt mà chị nó bị ơi nhìn kìa, nhìn kìa. Ôi, tôi chừng lùi lại nè mấy ơi. Ôi, nó thu nhỏ lại một xíu rồi nè. Nhưng mà nếu nó thu nhỏ vậy nghĩa là sao? Nhưng mà đúng đó tôi gà, nếu như cái vòng này nó thu nhỏ vậy không thì có nghĩa là chúng ta sẽ xóa được cái vòng à, đó. À đúng rồi, vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục lấy những cục đỏ đó thì cái vòng tròn ấy thu nhỏ về thành một chấp đỏ là chúng ta sẽ thoát khỏi được thử thách này. Và tôi sẽ không cho bọn mày làm như đó đâu. Cái gì vậy? Hình phạt thứ hai, tôi sẽ tặng anh những bông hoa. Hình phạt là những bông hoa hả là sao? Hoa mà có gì đâu mà sợ. Đúng rồi, hoa thì có gì mà sợ. Cái gì hoa? Cái thịt cười sao? Nè
được rồi. Ây da, nó cắn tôi. Ôi trời đất ơi, nó cắn tôi còn đúng một tim luôn nè ơi. Trời ơi, mấy con này đáng sợ quá vậy. Lùi lại đi mọi người ơi, chết rồi. Bên này là cái giới hạn của cái vòng tròn đỏ rồi. Giới hạn rồi các bạn, chết rồi. Chết rồi, đúng rồi. Vậy là chúng ta càng hạ phá cái vòng tròn thì nó càng nhỏ lại cho tới khi nó biến mất các bạn. Bây giờ chúng ta phải càng ngày càng khó rồi. Chúng ta bị bao quanh rồi. Ok vậy. Ôi, vậy chị Nobby ơi, hợp lý vô nhà chị Nobby. Nhưng mà không biết nhà chị Nobby thì nó nằm ở đâu cái vòng tròn vậy. Ôi, nó nằm ngay cái vòng tròn luôn kìa các bạn. Nhưng mà quan trọng là vũ khí đâu rồi? Đây, chúng ta lấy giáp này. Được rồi. Mặc giáp vô nhanh lên em ơi. Bây giờ chúng ta ra, hãy tiêu diệt hết mấy con cây ăn thịt người đi. Mày ngồi lại, mày đi coi. Ôi trời ơi, cuối cùng có gì gánh mấy bông hoa đó rồi. Máu của mình nó cũng đang được hồi lại luôn rồi các bạn. Yeah. Đâu ra chúng ta à? Thu thập những ngọc đỏ để mà thu hẹp. Đúng rồi. Chúng ta phải đi hả phá những cái cục đỏ để thu hẹp vòng tròn lại. Đúng rồi. Mọi người theo em. Hồi nãy hình như đi sau nhà chị Nobby đó chính là gọi là cái viền của cái vòng đỏ luôn này. Này mọi người nhìn này đó, thấy chưa? Chúng ta hãy thử đi men theo những cái viền của này, biết đâu nó sẽ nằm tới gần đây thì sao có ai được rồi. Để mình đào vô đây mình coi thử coi. Hình như là bên trong này nó cũng sẽ có tiền kia các bạn ơi. Mọi người lại đây mọi người. Nobby dắt lại đây, lại đây. Như em đã nói đúng rồi. Nó nằm bên dưới nhà chị Nobby đây các bạn. Được rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta lấy nó thế nào hãy cha. Wow, hình như chúng ta lấy được rồi này các bạn ơi. Vậy là mình đã lấy thêm được một cục màu đỏ rồi các bạn ơi. Ha ha ha. Câu gà vậy là vòng tròn nó sẽ thu hẹp, nó chạy lẹ. Coi chừng nó thu nhỏ vô bây giờ. Nhanh lên. Các bạn ơi, nó thu nhỏ lại rồi. Lùi vô. Coi chừng dính một cái là chết đó. Ôi, nó đã thu nhỏ vô kìa. Nó thu nhỏ lại rồi. Vậy là bây giờ chúng ta không thể vô nhà chị Nobby để lấy đồ nữa rồi. Bây giờ phạm vi di chuyển của chúng ta bây giờ chỉ còn cái chừng đó thôi các bạn ơi. Như vậy đồng nghĩa là chúng ta sắp xóa được cái vòng tròn đỏ này rồi các bạn ơi. Ha ha ha. Những cái đóa hoa đó các bạn. Hình như đây rồi. Tôi thấy ở đây nó có một cái như giống là bông hoa mà cô ta kêu nè. Phải đúng là bông hoa này chứ mấy bông hoa bình thường là không có được các bạn. Được rồi, một cái là sau đó chúng ta sẽ đặt vô cái cục trụ này. Được rồi, bình tĩnh nha coi. Được rồi, một cái rồi nè. Bây giờ chúng ta còn hai cái nữa. Nhanh lên. Bên này có một cái nữa. Đúng rồi, lấy nó đi chị Nobby ơi, lấy nó đi. Lấy. Được rồi. Bây giờ chúng ta vô đặt nhanh lên. Chỉ còn một cái cuối cùng nữa thôi là được rồi. Nhanh lên mọi người ơi. Cái còn lại chị tôi không có thấy vậy nữa đâu. Lấy đi. Ở đâu vậy? Ôi cũng hợp lý đó. Lấy lại sắp được rồi Giác ơi, sắp được rồi. Có lên sắp được rồi. Ai cho lấy được rồi nè ơi. Bây giờ chúng ta chỉ còn 5 giây thôi. 5, 4, 3, 2 được rồi. Đủ bông hoa rồi, được chưa. Ôi trời sáng lại luôn rồi các bạn ơi. Đủ đó. Trời nó cây ơi luôn các bạn ơi. Con bây giờ ngoan ngoãn ở trong này đi nha. Ôi trời ơi, tụi tôi biết rồi, tụi tôi sẽ ngoan ngoãn ở trong này mà. Ôi trời ơi may quá. Nhờ có những bông hoa mà cô ta đã bớt giận rồi. Bây giờ chúng ta sẽ có cơ hội để đi tìm tiếp những cái viên ngọc đỏ còn lại để phá hủy cái vòng tròn đỏ này các bạn. Theo thì mình nhớ thì trong này hồi nãy mình đi kiếm hoa thì mình có thấy. Ok vậy. Chị tìm được cái này rồi nè. Đúng rồi, hồi nãy mình nhớ là có một cái cục ở trong này mà, đúng như em nhớ đâu chị đó. Bây giờ được rồi. Bây giờ thì chúng ta chuẩn bị phá cục tiếp theo thế nào hay cha. Bây giờ chúng ta đã thấy được 2-3 cục rồi các bạn và vòng tròn nó chuẩn bị thu nhỏ lại một lần nữa. Ôi nó nhỏ lại rồi kìa các bạn. Vậy là chúng ta đã đi đúng rồi. Chúng ta đang đi đúng hướng rồi các bạn đó. Vòng tròn nó đã nhỏ lại ngang khúc này luôn rồi. Phạm vi di chuyển của chúng ta bây giờ nó chỉ gói gọn trong cái chỗ này, mình không còn đi vô được nhà của ai. Bây giờ chỉ còn ở giữa này thì chúng ta phải kiếm cái cục cuối cùng lẻ lên nào. Hey guys. Ok vậy. Ôi nó ở kia luôn rồi kìa các bạn ơi. Chúng ta thoát được rồi, chỉ cần phá nó nữa thôi là được các bạn à. Đập nó thôi nào các bạn ơi. Anh tôi gà dám thoát khỏi phòng tay em một lần nữa. Nên là bây giờ anh phải chết. Cái gì cơ ơi, mọi người gì kia? Sao tất cả nó đều xuất hiện fan cuồng vậy? Trời ơi, đâu ra xuất hiện nhiều fan cuồng nè. Ôi ơi, mọi người coi. Lấy vũ khí ra. Ôi trời, coi trời ơi. Sao bây giờ xuất hiện ra nhiều ảo ảnh fan cuồng quá vậy? Coi trời ơi, coi cứu tôi với. Mày đây con. Các bạn hãy comment để cổ vũ cho tôi cuồng ơi. Đâu là mới là fan cuồng thật đây. Mày đây con. Nó đang đẩy tôi ra khỏi cái vòng kia. Đừng có đẩy tôi ra khỏi vòng. Vô lại vòng, trời ơi, chỉ cần đi ra khỏi vòng thì sẽ bị dao rớt cái đầu các bạn. Nguy hiểm quá, đừng không
không biết ai là thật ai là giả luôn các bạn ơi, thật giả lẫn lộn quá đây. Cha 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 cha. Câu cuối cùng hay cha hay cha. Được rồi, thiếu gì hết rồi các bạn ơi. Vậy là xong chưa ta, chúng ta chỉ cần phá. Ok vậy. Còn bây giờ thì chúng ta hãy phá bỏ cái vòng tròn này thôi các bạn, bằng cách chúng ta sẽ đập cái đỏ này. Hay cha. Vậy là vòng tròn này nó sẽ thu nhỏ lại về không các bạn ơi, về không. Ôi, nó đang thu nhỏ lại và biến mất rồi kìa, coi đi rồi đi rồi đi rồi. Biến mất luôn rồi. Yeah. Chúng ta không còn vòng tròn đỏ là trong làng sinh tố nữa rồi các bạn. Yeah yeah yeah. Còn bây giờ thì cô hãy đeo tôi vô tù nào. Em xin lỗi mà ta chị. Không có chuyện xin lỗi gì hết, bây giờ đã làm hại rồi thì tôi bây giờ sẽ bị bắt vô tù. Vô lên vô nhanh vô nhanh. Được rồi, vậy là bây giờ ở yên trong tù nha, không có thả gì hết cả. Lần ở trong này thì cô sẽ không phá được ai được hết. Đi mọi người ơi, đi thôi mọi người ơi, let's go. Ok, thì các bạn muốn xem video khác và fan cuồng thì đừng quên coi bấm vô video này. Còn bây giờ thì bye bye mọi người nha. Mấy anh đợi đó, tôi sẽ trả thù.